những cây hồ điệp trăm hoa mà Dư Anh đang quay đây thì nếu như bình thường không nói giá ra thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng nó phải từ 200 mấy trở lên đôi một cây. Bởi vì cái chiều dài của nó thì mọi người thấy cả bốn cây này, ba cây này thì đều từ 4 lá trở lên và lá của nó dài xấp xỉ 37-38 cm. Cây thì đều tươi khỏe. Cây này cây mới nhập về thôi. Nhưng mà để mọi người biết đến kênh của Dư Anh nhiều hơn thì Dư Anh cũng thỉnh thoảng bán những cây giá nó rất là sốc để cho mọi người có thể là tham khảo. Nếu như thấy phù hợp thì chúng ta sẽ hãy sưu tầm, bởi vì cái này không phải là lúc nào Dư Anh cũng bán như thế này cả. Đấy, cây như cây số 1 này 190.000. SC tức là nó là Sergio Giana. Còn Sertua Giana thì hoa nó màu trắng. Chấm. Còn cái này là Sergio Giana là hoa màu hồng. Thì Dư Anh sẽ đưa mặt hoa ra để cho mọi người chúng ta biết. Cây số 2 này giá chỉ 200.000 thôi. Và cây số 3 là 190.000. Đấy, mọi người có thể quan sát và chúng ta lựa chọn cây của mình yêu thích. Và có thể các bác không rất hiếm khi gặp những cây mà với giá như thế này. Những cây to lớn như thế này và có giá như vậy. Những cây lan hồ điệp trăm hoa mà Duy Anh đang giới thiệu ở trên đó nó có mặt hoa như vậy các bác nhé. Mặt hoa như đang trên hình ảnh này. Sau đây tôi giới thiệu các cái cây tiếp theo. Tiếp theo đó là cây số 4. Cây này thì cây to, khỏe, đẹp. Bốn lá nó đầu tiên nó đều như thế này nhưng mà đây nó bị gập gãy một tí thì tôi đã cắt đi rồi. Thì nó còn thành ra là hai lá ngắn như thế này. Và cây như thế này giá chỉ có 130.000. Cây số 5 là một cây nó bị lỗi này, có lẽ là côn trùng nó đốt, nó không phải là thối và đã tương đối khô rồi. Có thể cái phần lá này chúng ta cắt, đầu tiên cắt đến đây chẳng hạn, hoặc là cắt đến đây. Đó. Cái lá này bị nẻ một tí. Cây thì rất là to, chúng ta thấy là lá nó rất dài như thế này. Đó. Bị lỗi như vậy thì bán với giá là 100.000. Tiếp theo là hai cây có mã số là SC6 và SC7. SC6 cái chiều dài của nó hơn 40 cm. Đây đang để xiết để ngay này. Đấy. Rất là lớn. Cây thì khỏe mạnh, không vấn đề gì. Cái lá non đang ra lá thứ tư. Ở dưới gốc này còn có mầm nữa này. Đấy, một cây như thế chỉ có 160.000 thôi. Cây số SC7 cũng xấp xỉ gần bằng nhau, gần bằng cây kia, giá chỉ có 140.000. Cây hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả những cây nào mà nó có vấn đề thì Dư Anh đều không đưa ra để bán cho mọi người nhé, hoặc là nếu có bán thì phải nói rất là rõ. Cây rất đen, to, khỏe và đẹp chứ không phải là cây lỗi làm gì. Cây nào lỗi là bán theo giá lỗi. Đấy, thì đối với SC6 160, SC7 140, ai liên hệ muốn chốt thì chúng ta cứ vào cái phần Zalo, kết bạn Zalo hoặc là không kết bạn cũng vẫn nhắn tin được, thì Dư Anh sẽ nhận được và báo lại cho mọi người. Những cây này nếu mà chúng ta chốt nhanh gọn ấy thì trong tối nay tôi tranh thủ đóng và ngày mai gửi đi luôn. Cây đang còn tươi, cây mới về hôm qua thôi. Cây SC8 này, mã số SC8 này là 90.000. Và cây SC9 này là 100.000. Ai chưa có thì chúng ta mua để sưu tầm, mà ai có rồi thì mua nữa các bác ạ. Vì thực ra cái nếu như mà cây to và rẻ như thế này cũng rất là hiếm khi gặp. Thực sự là chưa có bao giờ mà chúng ta có điều kiện để sưu tầm các dòng lan hồ điệp trăm hoa rẻ như thế này đâu. Và thực kể cả ở nước Việt Nam mình ấy thì cũng chỉ có một vài nơi bán giá có mềm hơn một chút thôi. Còn các nơi khác thì họ nhập qua tay này qua tay kia thì bao giờ giá nó cũng cao hơn. Các bác đã từng hỏi hoặc từng mua rồi thì các bác biết. Chúng ta hãy nhìn vào cái kích thước này nhé. Đối với mã số 10, SC10, một mẹ hai con như thế, hai con đều đã có rễ như thế này. Rất đẹp. Chỉ có 210.000 thôi. SC11, một cây tròn vẹn, không xây xước, không gì cả, có 5 lá. Cây khỏe mạnh, to, dài, 280.000. Cuối cùng trong video hôm nay là một cây có mã số là SC12 với giá là 280.000.
cây không chê vào đâu được. Đấy, có một cây con đây, nhưng cây con này khả năng cũng không có khả quan lắm, nên 280.000. Số lượng hôm nay thì Duy Anh chỉ lên từng đó thôi. Xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em và các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.